cây chuối ấy, cây chuối để lại phá đi. Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay mình lại quay trở lại với thanh niên trẻ tuổi đâu đó 2K lái máy xúc Hyundai dọn cỏ ven đường các bạn ạ. Thì đây là một cái bãi cỏ dọc cái lề đường này các bạn này. Thì bây giờ là họ chủ nhà họ đang thuê máy vào để dọn cái cỏ này, giúp cho cỏ nó có thể sạch sẽ các bạn ạ. Thì đây, do nó vướng một cái dây điện nên là phải leo lên để buộc cái dây điện này lại để mình có thể gạ san gạt hết cái phần cỏ ở cái phía ngoài này được. Tại vì ở cái phần phía ngoài này thì dây điện nó thấp quá, máy không có thể gạt được. Thì nếu mà gạt thì nó sẽ rất là vướng nên bắt buộc là phải xuống, thanh niên này phải tự xuống gỡ cái dây điện này lên các bạn ạ. Đấy. Thì ở đây thì họ muốn dọn dẹp cái cỏ này cho nó sạch sẽ này để có thể là đi vào nhà cho nó sạch sẽ, cho quang đãng các bạn này, để tránh mùa mưa mùa gió những con vật thể lạ nó đi vào đây. Đấy, như vậy dây điện cũng đã được buộc xong xuôi rồi. Đấy, bây giờ thì máy sẽ tiến hành là dọn cái cỏ này. Thì hiện tại trong kia là một cái đường vào nhà của một chủ nhà đấy các bạn ạ. Thì bây giờ thì cỏ đằng trước nó mọc tùm như thế này, bây giờ thì họ cho máy vào để dọn toàn bộ cái cỏ này, chất vào một đống để cho nó sạch sẽ cái lối vào nhà, và sau khi khô thì họ sẽ chuyển ra đốt. Ở đây thì trong miền Nam ấy, thì ở cái khu những cái bụi cỏ lớn như vậy này thì nó rất là nhiều rắn với lại bọ cạp. Đấy, ở ngoài miền Bắc thì kiếm được một con bọ cạp thì rất là khó, nhưng mà trong này thì hầu như bọ cạp rất là nhiều. Đây là họ muốn dọn dẹp đi cho nó sạch sẽ để trẻ con có thể ra đây vui chơi được. Đấy, dọn hết cái phần cỏ này. Buộc dây điện nó cao lên thì máy làm nó sẽ dễ dàng hơn, dễ nhìn hơn, và mình không phải căn cái phần dây điện kia, phải dây điện nó cao rồi. Đây, dọn toàn bộ cái lượng cỏ này. Ở đây thì họ thuê máy vào để dọn toàn bộ cái khu cỏ này các bạn này. Nó trải dài từ đây đến cái qua cây chuối đằng sau một chút, chừa lại các cái cây mít và một số cây gỗ lại. Ở trong đấy thì có họ trồng một ít cây gỗ nên là họ để lại, với lại cái cây mít để lại nhất là lấy cây ăn quả và làm bóng mát. Cỏ thì không xúc đi, ở đây cỏ thì không xúc đi, họ chỉ cào lên, sau đó thì một là chôn xuống để ủ làm phân, hai là tải nó lên rồi bắt đầu là chuyển sang để nó khô đốt. Đấy. Con này có hai gầu. Đây, đây là dây điện đây cơ. Đấy, đây rồi này, cào toàn bộ cái phần cỏ này để cho nó sạch sẽ. Dọn cái cỏ này thì sẽ tấp hết vào một góc ở bên trong cái chỗ là cây chuối. Cái cỏ này nó dễ dọn hơn là cái cỏ mà cỏ chỉ. Nếu mà là như là cỏ chỉ thì mình cũng phải đào sâu, với lại cái cỏ của cái cây hoa ấy, hầu như là cũng phải đào sâu xuống thì mới hết chân được các bạn. Khu này ở đây thì cũng rất là nhiều cỏ. Sau khi dọn ở cái phần này xong thì họ sẽ cho máy vào tận cái phần bên sâu trong nhà dọn tiếp. Đấy, ở đây hôm nay là tổng vệ sinh, dọn hết từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Ở đằng sau cái khu đất của họ cũng rộng, trong đấy cỏ mọc rất là nhiều, phải dọn đi. Những cái cỏ cây mọc theo thân thẳng như thế này này thì hầu như nó rất là khó lên. Những cái loại này là phải xới cả đất thì mới lên được. Còn những cái cây rau muống bò ven đường này thì chỉ cần cào nhẹ là nó đã tung lên rồi. Đấy, gốc cây cũng gom hết lại.
Cái gốc cây này thì để riêng ra để không để lẫn vào cái cỏ kia. Để lẫn vào cỏ lúc mà cỏ nó không khô được, đốt nó rất là khó cháy. Mình tơi hẳn cái gốc này lên để cho là nó khô, rồi có thể chẻ ra hoặc là để như vậy đun đốt được. Nhưng mà gốc này nếu không chẻ ra thì để như vậy rất là khó đun vì gốc nó dày. Ở góc bên kia là đây là gồm hai cái đường các bạn ạ, hai cái đường, một cái đường ở ngay cái góc kia và đây là một cái đường vào một cái căn nhà mới xây, một căn biệt thự nhỏ nhỏ. Cái khu này đất trống thì họ sẽ san phẳng ra, trước mắt là cào cỏ, sau bắt đầu là lấy đất san phẳng ra cho nó thành một cái bãi đất đẹp. Trước mắt thì chủ nhà họ yêu cầu có thế, còn san phẳng ra để làm gì? Có thể là để mở quán này, chỗ đỗ xe chẳng hạn này. Đấy, rất là nhiều. Đấy, dọn sạch sẽ hết và tận vào cái phần bên trong kia. Cái buồng chuối kia thì còn rất là non, không biết có để lại hay phá luôn, không biết. Cỏ này thì mình nên là đẩy nhá. Mình làm vậy thì mình nên đẩy nó như thế này thì tốt hơn là leo thẳng lên đống cỏ. Vì khi cái cỏ này nó là gồm các cái dây tơ. Mình mà leo đúng lên đống cỏ mà chơi theo kiểu là quăng giật lùi đấy thì không tốt cho lắm, bởi vì khi mà mình leo giật lùi ấy, leo lên trên như vậy thì cái cỏ nó sẽ quấn vào cái láp. Quấn là láp quấn vào cầu. Tốt nhất là mình cứ chơi theo kiểu là đẩy như thế này cũng được. Đấy, đẩy như vậy thì nó sẽ không phải đây cái như cây cỏ cao cao như kia kìa. Thì hầu như là phải xới đất lên, hoặc là không cần xới đất đâu. Điều hồi nữa thì mình móc hẳn nó lên, mình san đất ra thì nó cũng sẽ chóc cả gốc lên thôi. Đấy, máy đã tiến hành sâu vào sâu trong để phá này. Không biết có phá chuối không. Đấy, trong này thì gỗ ghiếc ngổn ngang. Nhà này chắc là ngày xưa làm gỗ sao ấy, nên là họ có một ít gỗ ở trong. Có gỗ đấy. Đấy, có cả ngày xưa họ chất gỗ đấy. Đây, hình như nhà làm mộc hay sao ấy. Lát nữa lấy cái san đất ra không ạ? Lát nữa lấy cái gầu kia san đất luôn cho nó phẳng là nó chóc hết lên. Cái cây chuối của ông có để lại phá đi. Cây chuối ấy. Cây chuối để lại phá đi. Để lại cây chuối đã ạ. Đây xong rồi thì xào cái này nhé. Vâng. Đấy, ông yêu cầu cái chuối để lại và lát nữa cào cái cỏ sạch nhà đi. Đây, móc những cái gỗ cho người ta lấy lại các bạn ơi. Cái gỗ ngày xưa người ta để ở đây, bây giờ móc để cho người ta lấy lại. Gỗ này thì lúc trước họ làm những căn nhà mà máy ngói máy cổ đấy, nên là bây giờ họ muốn để lại một để lấy lại.
để dùng vào mục đích để làm chuồng gà chẳng hạn, hay làm tất cả những cái thứ gì mà mình có thể làm được đấy. Đấy, xới toàn bộ cái lượng cỏ này lên. Rất là nhiều. Nó đang gạt cái gỗ đó ông ạ. Vâng. Đấy. Ông đang bảo là dọn hết cả cái phần bên kia. Đấy, cho nó dọn, nó cào hết cái cỏ kia đã. Vâng. Cái này để khô đốt ông ạ. Vâng, dọn đất san phẳng ra nhìn nó phẳng không ạ? Đẹp, để mình ấy phẳng phiu ra mình làm gì nó dễ. Đấy, hiện tại thì cái chỗ này là cái phần đống gỗ các bạn ạ. Nên là máy sẽ xúc và chuyển cái phần đống gỗ này sang bên kia để cho người ta có thể nhặt và lấy lại được. Đấy, mấy cái gỗ này thì xúc rồi. Cào ra không? Vâng. Cột lấy đâu không? Ông có cột trong nhà không? Ông có cột không? Vâng. Vâng, tí nữa mày bảo nó để chôn. Vâng. Đấy, dọn cỏ bên đường này bạn ạ. Đấy, dọn sạch sẽ. Lâu lắm rồi cái cỏ này rất là cao. Toàn gỗ ghiếc rồi ba cái cây lằng nhằng. Vâng. Ở đây cái này thì mình nên dùng gầu răng mình đào bạn ạ, để khi mà vướng vào cây hay vướng vào cái gì thì mình xử lý đào nó luôn. Đấy. Còn nếu dùng gầu bằng thì nó sẽ xới được nhiều đất hơn. Thì chính vì vậy cỏ nó sẽ thành một đống cao hơn. Đấy. Đấy, cỏ tốt phum tùm này. Vâng. Cho cái cỏ sang bên đấy cơ. Đấy này. Đấy. Đấy, bác chủ nhà đang yêu cầu là phải dồn hết toàn bộ cái lượng rác và lượng cây cối này sang bên cái phần bên tay phải của các bạn kìa. Đấy. Dồn hết sang đấy sau đó thì sẽ quay trở lại sang mặt bằng sau. Như vậy thì ngày hôm nay mình có một cái video là thanh niên trẻ lái máy xúc dọn cỏ ven đường. Video của mình ngày hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận nhiều video mới. Xin chân thành kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần tiếp theo.